những loại vaccine bậy bệnh hàng xịn của Tây Ban Nha nhập khẩu ở Việt Nam nhé. Ok. Nhiều người là không biết là mua chồn về tiêm vaccine kiểu gì. Thì hôm nay là mình sẽ trực tiếp ca tiêm vaccine luôn cho chồn cho mọi người xem. Đấy. Nhớ là kẹp nhẹ thôi nhá. Kẹp mạnh quá đấy đem nó gãy xương đấy nhá. Tiêm nhớ là tiêm bằng bắp đùi trong. Đấy. Cái cho một bên bác ơi. Con này một cái. Đây là cái loại cầy con mà mình chuẩn bị tiêm vaccine này. Thì trước khi tiêm ấy là mình cần phải chọn những cái loại cầy nó phải được trên dưới 2 cân, chứ còn bé quá là không tiêm được đâu nhá. Mà trước khi tiêm ấy là chúng ta là phải chọn loại thuốc, mà cái thuốc mà chọn được để mà tiêm vaccine ấy thì thường thường là chúng ta dùng cái loại thuốc nhập ngoại là loại chuẩn nhất cho con trồn. Thì hôm nay chúng tôi sẽ tiêm cái đàn trồn con này và sẽ hướng dẫn mọi người luôn là cách tiêm cái đàn trồn con này như thế nào cho nó hợp lý. Một cái số trang trại ấy là họ làm vaccine cho trồn ấy là toàn dùng cái loại vaccine 3 bệnh cho rẻ tiền, vì mỗi một loại vaccine này rơi vào khoảng tầm 101. Một đôi trồn khi bán ra mà tiêm đủ vaccine nó phải rơi vào 2 mũi thì nó rơi vào khoảng tầm 500 tiền vaccine, nên là họ tiết kiệm, mà có khi là họ không tiêm đâu, sau rồi cứ nói với mọi người là tiêm rồi. Đây đây nhá, cầm lấy cái chân đây này, chọc vào bắp đùi nhá, nhớ là chọc vào chỗ nào có thịt ấy, rồi chọc tiêm vào. Đây là con đực thì mình phân ra một bên, còn con cái là mình phân ra một bên. Mọi người nhớ, nếu mọi người nhớ ủng hộ mình này, lấy cái loại trồn con này mà đã tiêm vaccine rồi á thì có thể là điện trực tiếp cho mình. Hôm nay là mình ra video trực tiếp là mình tiêm cái đàn vaccine này luôn. Thì mình tiêm xong là nếu mọi người có đặt hàng thì đặt luôn nhé. Tiêm rất nhẹ nhàng thôi mọi người nhé. Mua cái kẹp mà bác Bình đang cầm ấy chính là kẹp than, kẹp gắp than đấy. Đấy. Đây bác Bình rơi cái kẹp ra cho anh em biết thấy này, đấy, kẹp gắp than này. Ừ. Đấy. Cái cầy con này ở đây ấy, thật ra là nó đang còn rất là bé, nên là khi mà mọi người mà bắt ấy, thì nó cũng rất đơn giản thôi, không có gì là khó cả. Mọi người có nhiều người là không biết là mua chồn về tiêm vaccine kiểu gì. Thì hôm nay là mình sẽ trực tiếp ca tiêm vaccine luôn cho chồn cho mọi người xem. Đấy. Nhớ là kẹp nhẹ thôi nhá. Kẹp mạnh quá đấy đem nó gãy xương đấy nhá. Tiêm nhớ là tiêm bằng bắp đùi trong. Đấy. Cái cho một bên bác ơi. Con này một cái. Loại này là loại trồn này nó phối từ đầu năm và nó sinh sản vào tháng 2 âm lịch mọi người ạ. Thì con trồn này á là nó rơi vào khoảng tầm 5 đến 6 tháng, nó đỉa từ đầu xuân hoặc tháng 12 âm lịch thì mới có loại cầy này. Con đực. Khi mà mình sút cái con trồn này ra ấy thì mọi người cứ bảo là em có rất nhiều người gọi điện cho tôi nói là con cầy này ấy nuôi rất là khó, dịch bệnh triền miên, và mua những cái cầy dịch cầy bệnh thì về chăn nuôi, mà đến khi mà đến nhà, đến các trại người ta nuôi ấy mà mua cầy mà họ cứ bảo tiêm vaccine rồi, tiêm vaccine này vaccine nọ, mà mình không trực tiếp nhìn thấy là họ đã tiêm hay chưa hay như thế nào, mà không yên tâm. Có rất nhiều người phá sản vì nuôi con cầy rồi, thì mọi người nên để ý này, nếu con cầy đã tiêm vaccine rồi ấy, hoặc không tiêm vaccine thì chúng ta cũng không thể nhận biết được. Chúng ta phải đến những cơ sở uy tín, những cơ sở mà chúng ta cảm thấy đấy là những cơ sở mà họ làm ăn đàng hoàng thì chúng ta cũng mua hàng. Chứ đôi khi á, là cứ rồi đến lúc mất tiền oan. Lứa này là được 10 đôi này. Đấy. Trong này là khoảng tầm hơn chục con cái với lại 7-8 con đực gì đấy mọi người nhá. Đấy. Thì với cái lượng như thế này thì nếu mà mọi người mà có mua ấy, thì là đến trực tiếp tại hợp tác xã mình tại thôn Bình Long, xã Vô Tranh, huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên nhé. Nó bám vào lồng đấy mình cũng tiêm được luôn. Mua thử nghiệm thôi, thử nghiệm lại cho. Nói là Hùng quen. Đây nếu được một cái. Con có đực đi. Cái đâu? Chế độ tiêm vaccine của cái con cầy này nhá, là mọi người có thể là cái chế độ tiêm vaccine của con cầy này đấy là mọi người nếu mà muốn chắc ăn nhất đấy là tiêm được 2 mũi liên tiếp. Thì khi mà con trồn nó đạt trọng lượng trên dưới 2 cân là chúng ta bắt đầu tiêm, và chúng ta tiêm mũi đầu tiên đấy, và với mũi thứ hai là cách nhau khoảng tầm 20 ngày. Thì tôi tiêm mũi này là mũi đầu tiên, xong mấy hôm nữa là cách 20 ngày là chúng ta có thể nhận tiêm nhắc lại. Giống như Covid ấy, tiêm mũi đầu xong các bạn nhắc lại một mũi nữa ấy. Con trồn nó cũng thế. Thì nếu mà mọi người mà có thể là bắt luôn cái loại này thì về nhắc lại, còn không thì chúng tôi cũng phải để ở đây tầm 20 ngày là chúng tôi cũng tiêm nhắc lại mà, thì nó mới an toàn. Nên là trong chăn nuôi ấy, mọi người khá yên tâm khi mà bắt giống của hợp tác xã chúng tôi, một trong những hợp tác xã uy tín nhất Việt Nam hiện nay. Mọi người có thể xem cái kênh Trại Dúi Xuyên Việt của chúng tôi ở trên fanpage của Facebook là biết độ uy tín rồi đấy. Đăng lên cái là toàn 2-3 triệu người ủng hộ xem. Nên là mọi người rất là yên tâm khi mà mua con trồn của chúng tôi ở đây. Tiêm nhiều người thấy tôi tiêm vaccine còn tiêm nhanh hơn cả các bác sĩ tiêm Covid. Tiêm quen hết rồi các bạn ạ. Có khi là một năm hợp tác xã mình nhiều sản viên sản xuất ra có tiêm hàng 1.000, 2.000 lọ. Đấy, chứ không phải là ít. Đấy là mình nói là hàng cả của hợp tác xã mình nhé, không phải của mình đâu. Vì mình đây là làm theo hình thức hợp tác xã mà. Sản viên mình cũng sản xuất cũng nhiều và các bạn ạ. Đấy, những cái mặt hàng này khi mà bán ra ấy, tất cả 100% đều được thứ nhất tiêm vaccine này, thứ hai được bảo hành trong những ngày đầu này, thứ ba nữa là được bao tiêu sản phẩm lại này, thứ tư nữa là mình sẽ hỗ trợ từ A đến Z là có giấy tờ hợp pháp để các bạn về đăng ký chăn nuôi hoặc không đăng ký chăn nuôi cũng được nhé. Nhưng mà hàng này phải hợp pháp thì mọi người mới nuôi được, còn không mua hàng rừng về là không nuôi được đâu mọi người nhé, là bị bắt đấy, bị phạt đấy, phạt khá nặng đấy. Không được đấy. Mình hôm nay mình tiêm mình để phân đực ra một bên, cái ra một bên cho mọi người. Nếu mà trường hợp chúng ta đến bắt chẳng hạn thì chúng ta sẽ cứ thế nhặt thôi. Đấy. Cầy con nên là nó bạo lắm. Nhiều khi là cùng một lứa tách ra thì mới có như thế này mọi người ạ. Giật mình, con này giật mình. Thật ra là mình muốn bảo vệ cái đàn trồn của cái gia đình nhà mình. Đấy, thì mình phải biết đường tiêm vaccine. Nhiều người xem cái video của tôi đấy mà chót mua cầy chỗ khác rồi cũng bình luận khá nhiều vào đây là đã rất tiếc là em đã mua ở chỗ khác rồi, cứ không em đến bắt của anh tôi cho nó an toàn yên tâm. Còn có những người gọi điện cho tôi nhờ tư vấn mà cái cầy mà đã bắt ở chỗ khác về rồi nó bệnh tật triền miên rồi nó không đĩa rồi như thế nào đấy thì bên tôi vẫn sẵn sàng tư vấn cho mọi người nhé. Đấy, nhưng mà với điều kiện đấy là mọi người phải nắm bắt được những kỹ thuật cơ bản, chứ còn không á mà không nắm bắt được kỹ thuật cơ bản thì đừng có đi mua cầy làm gì cả. Có những người mất hàng tỷ. Một số đại gia năm 2021, 2022 ấy là đầu tư bất động sản kiếm được tí tiền, đầu tư hàng tỷ, 2 tỷ tiền cầy nhưng không biết cái mẹ gì cả. Về nuôi về nhá, xong rồi thả cửa cho công nhân nuôi chết sạch. Đấy. Vì mua thứ nhất là cày là không chất lượng rồi, thứ hai là lại đàm phán để lấy giá rẻ. Thế thì nếu mà ông đàm phán lấy giá rẻ thì chắc chắn là ông sẽ bị cày không chất lượng rồi. Chứ còn bây giờ người ta làm hàng nó đã đắt rồi mà đàm phán được giá rẻ thì hơi khó cho các ông ấy. Đấy, bổ ăn trong đấy thôi, em lôi ra dễ nhất đấy. Kỹ thuật tiêng cày thì cũng rất đơn giản thôi. Nếu mọi người mà có ủng hộ chúng tôi thì có thể đến tại cái hợp tác xã của chúng tôi này. Sau khi mà tiêm trong vòng khoảng tầm 15 hôm là cày bắt đầu có xuất hiện kháng thể. Cày nó xuất hiện kháng thể là gần như là nó đã chống chọi lại với một số bệnh tật cơ bản. Đây là cái loại vaccine bẫy bệnh hàng xịn của Tây Ban Nha nhập khẩu ở Việt Nam nhé. Ok. Hai mũi để thầy cho bột vậy là 4 con. 4 con được mà. Sao đâu? Cho vào cho đông. Cây nhà mình ấy là cây thuần, nốt thoải mái luôn, mọi người yên tâm đi. Không bao giờ xảy ra hiện tượng gì cả. Đây, nhìn này. Đây là có một điều cơ bản nhá. Nếu mọi người đến nhà khách hàng mà bắt cày mà phân nó phải thành khuôn, nó phải đẹp như thế này. Nếu mà cái phân của nó nhá mà xấu á, mà ỉa ra tanh tanh giống cứt gà rồi rồi các kiểu ấy, là mọi người là tránh tuyệt đối, là không nên mua cái cày đấy mà chúng ta phải về liền. Nhiều khi đã nhiễm bệnh rồi. Còn khi mà các cái trại mà đã tiêm vaccine cơ bản này thì nó không, khi mà nó bị nó chỉ xuất hiện trên một số cái con nhất định, chứ không bao giờ xuất hiện trên cả đàn được. Đấy là một cái điều cơ bản, tác dụng vaccine nó như thế đấy. Con cái đau. Tôi có một điều rất là hay là khi mà tôi đăng các cái cảnh mà chúng tôi chăn nuôi cày lên đấy, cái hương ấy, cái hương mốc này ấy, là được gần như rất đông đảo mọi người ủng hộ. Gần như là chỉ đăng lên một cái sau ngày mai đã có 1 triệu người xem rồi đấy, mà mọi người rất là ủng hộ. Đấy là mình phải giữ được, làm ăn phải giữ uy tín. Mà tôi xin cảnh báo một số ông làm ăn ấy, cho cùng nghề ấy, thì anh em nhớ là bảo nhau làm ăn cho đàng hoàng vào. Loại cầy con này anh em hay bắt lộn đực thành cái lắm. Tôi không nói về vấn đề bệnh tật hay như nào để mà soi nhau cả. Nhưng mà nhiều khi á, con này nó khó xem này, khó xem được cái là khách đến là ông cứ chộp cho người ta 2 con đực 1 con cái. Rõ ràng người ta bảo là em chấp nhận thêm tiền để em bắt con đực, con cái nhiều hơn con đực, nhưng mà chộp ra lúc nuôi lớn lên toàn đực thôi. Đem đến là tôi đầy lên, đem đến nhờ tôi tư vấn rồi làm thế nào để cho nó đĩa, là lúc ấy mới loài ra một đống đực, nó có đĩa đâu. Mà nhất là con cầy nó đã to rồi, nó nằm nó loài chim ra dái xẻ xẻ, nên là lúc đấy mình mới biết là nó toàn đực không. Đấy. Hả? Đây này, cái chỗ này đóng tên này lại đã. Cái lựa cái ống thép này phải làm to hơn tí dễ đóng hơn. Thật sự là làm cái nghề này nó cũng vất vả nhé mọi người. Đấy, chứ không phải đơn giản đâu. Sáng dậy mà một con này tèo thôi đã mất ngay 10 triệu rồi. Không phải đơn giản. Có cái lồng này tiêm vaccine thì tiện đấy nhỉ. Đấy, nó đang ấy không vào đấy sặc đấy. Cái được đấy. Ai bảo là làm nông nghiệp không vất vả, nuôi xong có những người bảo bình luận rất là khiếm nhã trên cái trang fanpage của mình ấy, Trại Dúi Xuyên Việt ấy, nuôi bán như chó, chó nó mua, xong rồi có cứt mà được lấy đằng kia tiền. Nói chung là rất nhiều người tục tĩu, có những người 60-70 tuổi rồi mà lúc bình luận vào cái trang mà nhiều người người ta chửi cho, cũng là thật là ai cấu chân. mua 20 liều vaccine về. Nếu bạn nào á mà thích cái đàn này thì đến tôi chuyển nhượng thôi nhá. Chỗ này là 10 cặp, hàng xịn luôn. Mọi người cứ đến trực tiếp bắt luôn 10 con cặp này nhé mọi người. Nó trên dưới 2 kg một con. Là đúng như chỗ con luôn. Xong rồi. Đấy. Quay cho anh em thấy cái đàn chồn con này cái. Đấy. Mọi người thấy chưa? Khi mà tiêm xong cái xong là chúng tôi nhốt cái này nhìn quá đẹp luôn. Đếm xem đủ đực cái không bác ơi. Ôi giời, giờ con cuối cùng sang đâu. Ừ.